Sao Singapore buộc miệng nói một câu, cả đội tuyển thất thần hoảng hốt, người hâm mộ chửi rủa. Singapore và đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán nhau vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, ngày 21 tháng 9 trong khuôn khổ giải sao hữu quốc tế Hưng Thịnh. Singapore nhìn chung là một tập thể không mạnh tại Đông Nam Á và bị đánh giá kém hơn đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, đội bóng này lại đang có một thứ vũ khí sắc bén mà hàng thủ ở Đông Nam Á phải dè chừng, đó chính là Ihsan Fandi. Cầu thủ này được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Singapore trong nhiều năm trở lại đây. Vậy, cầu thủ này là ai mà khiến cho hàng thủ của những cái tên vô địch AFF và đá vòng loại thứ 3 World Cup như Quế Ngọc Hải hay Duy Mạnh cần phải thận trọng? 5 tháng trước, cầu thủ này đã đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi ghi 4 bàn thắng trong một trận đấu tại Thái Lịch Oan. Ngay từ thời điểm bắt đầu sự nghiệp cầu thủ, đứa con trai thứ 2 của nhà Fandi Ahmad đã nhận được nhiều kỳ vọng. Và đến khi chuyển sang Thái Lan thi đấu trong màu áo của PG Patrick United, Ihsan đã chứng minh được bản lĩnh của anh trong thời điểm này. Tôi đã ở Na Uy 3 năm và có một thứ gì đó mới mẻ, anh đã nói trong ngày ra mắt câu lạc bộ mới. Tôi muốn tạo dựng tên tuổi ở giải vô địch quốc gia Thái Lan, thể hiện khả năng của mình và cho thấy tôi có thể cạnh tranh với những người giỏi nhất trong khu vực, với những ngoại binh và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Chân sút sinh năm 1999 có giai đoạn dài tập luyện ở nước ngoài và được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ Singapore hiếm hoi tỏa sáng tại châu Âu. Anh từng gia nhập đội trẻ Hoàng Tư của Tây Ban Nha và sau đó khi đến Chile tập luyện cho màu áo của Universidad Católica. Vào năm 2019, chân sút này chuyển sang Na Uy thử việc cho màu áo của Raufoss Ariel. Câu lạc bộ này chơi ở giải hạng nhất, thuộc cấp độ thứ 2 sau giải ngoại Na Uy. Một năm sau, anh đã lên chơi ở hạng đấu cao nhất bóng đá Na Uy. Tuy nhiên, tiền đạo Singapore này thì không thể cạnh tranh trong suất đá chính ở câu lạc bộ này. Ở mùa giải 2020-2021, Ihsan đã ra sân 22 lần với 475 phút thi đấu, ghi được 2 bàn và có 1 kiến tạo. Về cơ bản, cơ hội để cầu thủ này tỏa sáng ở giải vô địch quốc gia Na Uy vẫn còn. Ở tuổi 22, khi đó con trai thứ 2 của nhà Fandi vẫn nhận nhiều sự quan tâm từ tuyển trạch viên của bóng đá châu Âu. Song trung phong cao 1m84m này đã quyết định trở về Đông Nam Á thi đấu, anh chọn Thái Lịch Oan. Giải đấu có chất lượng chuyển môn tốt ở khu vực. Batum United, một trong những đội bóng hàng đầu của ASEAN, ký hợp đồng thời hạn 2,5 năm với Ihsan. Ihsan thì không mất quá nhiều thời gian để chiếm suất đá chính tại câu lạc bộ hàng đầu Thái Lan. Ở mùa giải 2021-2022, Ihsan đã ghi 17 bàn sau 26 lần ra sân. Vào tháng 4, anh đã ghi 4 bàn trong trận thắng Batum thắng PT Prachuap 7-2 ở vòng thứ 28 Thái Lịch. Màn trình diễn ngắn ngủi ở nửa sau mùa giải của anh thì không thể giúp cho Batum bảo vệ được thành công trước vô địch của Thái Oan 2021-2022, nhưng anh vẫn gây ấn tượng với giới chuyên môn và người hâm mộ. Sau 9 tháng, Ihsan đã ghi được 19 bàn và 2 kiến tạo sau 30 lần ra sân. Đây là một hiệu số ấn tượng ở câu lạc bộ này, bởi vì trong câu lạc bộ này thì các tiền vệ và các tiền đạo của ASEAN phải cạnh tranh suất đá chính với những ngoại binh chất lượng như là Victory, Carrero hay là Diogo Gou. Vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này thì từng khẳng định rằng các ngoại binh trên thì đủ sức đá chính cho bất kỳ câu lạc bộ hàng đầu nào của châu Á hiện tại. Bất chấp cuộc cạnh tranh gắt gao với các ngoại binh đó, Ihsan vẫn đóng vai trò quan trọng trên hàng công. Thái Lịch Oan mùa này, tiền đạo 23 tuổi đá chính trong cả 4 vòng đấu đầu tiên của câu lạc bộ, ghi được 2 bàn và có 1 kiến tạo. Trong mùa giải đầu tiên chơi ở AFC Champions League, tuyển thủ Singapore đã ghi 3 bàn giúp cho Thái Lan vào đến tứ kết. Khi Batum United chạm trán với đối thủ là Paul tại vòng thứ tư Thái Lịch Oan, thì cầu thủ này đã sát cánh cùng với ngoại binh Diogo ở trên hàng công. Mũi nhọn người Singapore đã nhanh chóng đẩy người anh của mình là Terazit và ngoại binh Conrado ở trên băng ghế dự bị. Anh không làm cho câu lạc bộ này thất vọng khi mà đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-2 của đội nhà. Với phong độ rất tốt của cầu học trò, huấn luyện viên đội tuyển Singapore tuyên bố nếu cậu ấy có thể tỏa sáng trong màu áo của một trong những câu lạc bộ mạnh nhất ASEAN và chơi tại AFC Champions League, cậu ấy có thể tỏa sáng tại AFF Cup, ông này nhấn mạnh. Có thể thấy là Ihsan Fandi đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ phía ban huấn luyện Singapore và người hâm mộ nước này trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng giới Singapore thì đã ngã ngửa khi mà nghe được những chia sẻ của ngôi sao mà họ luôn yêu mến. Tôi đã gặp rất nhiều hàng thủ chắc chắn ở giải đấu mà tôi đã tham dự tại Na Uy và Thái Lan. Tôi đã nghĩ tất cả điều đó không thể so sánh với đội tuyển Việt Nam. Tôi từng nhiều lần sang Việt Nam thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã xây dựng thành công trên nền tảng của một hàng thủ chắc chắn. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu chơi cực kỳ gắn kết, máu lửa. Họ là đội duy nhất ở Đông Nam Á
vào vòng loại thứ 3 World Cup và đội bóng mạnh nhất châu Á gặp Việt Nam tại đây thì cũng phải chật vật mới có điểm. Vì vậy tôi nghĩ rằng mình cũng như các đồng đội khó mà gây được bất ngờ trước Việt Nam. Cá nhân tôi thì chắc chắn sẽ cố hết sức, nhưng cơ hội thật sự là rất nhỏ, anh nói lại. Vâng, những lời chia sẻ từ cái nhìn thực tế của tiền đạo người Singapore trước trận đấu là tất nhiên. Tuy nhiên thì nó cũng chẳng khác nào là một cái tát vào ban huấn luyện của Singapore, thậm chí là đáp trả lên niềm hy vọng của người hâm mộ nước này. Ban huấn luyện của Singapore nghe xong những lời này thì ngay lập tức phải nhắc nhở cầu thủ của mình. Trợ lý của huấn luyện viên Takatsuki đã phải đính chính với báo giới. Fanny vốn là một người rất khiêm tốn, cậu ấy luôn tôn trọng đối thủ trước và sau trận đấu. Với thực lực của mình, cậu ấy sẽ làm tốt thôi. Đó là những câu nói bào chữa và chữa cháy cho bộ mặt của ban huấn luyện Singapore sau những phát ngôn có phần yếu đuối của các ngôi sao. Những chia sẻ đã làm xuống tinh thần của toàn đội mà Fadi còn cả với báo giới nữa. Người hâm mộ nước này đã không thương tiếc gạch đá chửi mắng ngôi sao này. Anh ta không xứng đáng khoác áo của Singapore. Nếu huấn luyện viên dùng anh ta, tôi sẽ không xem Singapore đâu nữa. Đúng là thể loại hèn nhát. Việt Nam được đánh giá mạnh hơn nhưng cũng không cần thiết phải ca ngợi họ như vậy. Rất nhiều lời lẽ gay gắt đã dành cho cầu thủ này. Với tình hình hiện tại, tâm lý của Singapore chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Dù là giao hữu nhưng nó lại là sự chuẩn bị cho kỳ AFF Cup sắp tới. Singapore nếu mà để Việt Nam đá cho thua đậm thì ít tháng sau gặp nhau tại AFF chắc chắn cầu thủ Sing sẽ cảm thấy Việt Nam là bị xén. Về phía thầy trò ông Park, trận đấu này không cần thiết phải bùng hết sức, nó là để thử nghiệm và ông Park khẳng định sẽ cần phải tính toán kỹ lưỡng. Là đối thủ của nhau tại giải Đông Nam Á 2022 diễn ra nên là ban huấn luyện cũng như là ông Park nhận định rằng ở trận ra quân cả hai đội tuyển Việt Nam và Singapore sẽ phải có những tính toán riêng. Tôi biết Singapore mang qua giải đấu này 23 cầu thủ và đó đều là những cầu thủ giỏi của họ. Sắp tới chúng ta sẽ nằm cùng bảng với họ tại AFF Cup và tôi nghĩ trận đấu ngày mai hai đội sẽ phải có những tính toán. Cá nhân tôi ở trận đấu với Singapore cũng sẽ tập trung quan sát cầu thủ. Chia sẻ về tình hình của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo nói, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 17 tháng 9. Dự tính ban đầu của tôi tập trung là 31 cầu thủ, nhưng Hoàng Đức chấn thương nên là chúng ta chỉ còn 30 người. Thành Trung có việc riêng, Quang Hải và Văn Khang tới tôi ngày hôm qua thì mới tập trung. Hai trợ lý của tôi do bận học lớp bằng huấn luyện viên pro nên là tối qua cũng mới có mặt. Dù sao thì tôi cũng chúc mừng toàn đội đã quay trở lại đội tuyển Việt Nam. Đánh giá về các cầu thủ trẻ được trao cơ hội trong đợt tập trung lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ. Đối với các cầu thủ mới tập trung đội tuyển, tôi thấy họ khá hưng phấn nhưng mà cũng có phần áp lực, hồi hộp và căng thẳng. Việc cầu thủ trẻ có thể thực hiện năng lực hay không còn phụ thuộc vào huấn luyện viên nữa và tôi cũng hy vọng trận đấu này các cầu thủ sẽ được vào sân để thể hiện khả năng. Trước những câu hỏi liên quan tới khả năng tiền vệ Quang Hải có thi đấu hay không ở kỳ AFF Cup, huấn luyện viên Park đã chia sẻ: Quang Hải đã ở Pháp nên cần có thời gian thích ứng. AFF Cup chưa được FIFA công bố và được là nằm trong hệ thống của FIFA nên là đòi người rất khó. Trong khi Quang Hải sẽ đá lượt về ở Pháp vào ngày 28 tháng 12, tạm thời ban huấn luyện không thể can thiệp đòi người. Bản thân tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết sẽ thuyết phục câu lạc bộ để về đá trong trận AFF Cup 2022. Về nguồn cầu thủ Việt kiều có khả năng khoác áo đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park nhận định: Theo tôi biết là có nhiều cầu thủ Việt kiều đang đá ở những giải khác nhau, nhưng mà tôi chỉ có thông tin đó thôi. Chỉ cần có quốc tịch Việt Nam thì họ có thể đá cho đội tuyển. Vấn đề nhập tịch thì còn phải phụ thuộc vào luật. Ông nói thêm: Hiện nay một số đội tuyển đã tích cực nhập tịch. Tôi nghĩ là việc nhập tịch là ưu điểm và cũng có nhược điểm. Tôi không thể nói là thích hay là không. Chúng ta phải đi theo quyết định của chính phủ. Nếu chính phủ cho phép thì chúng ta có những toàn tính theo. Nhưng mà bóng đá là môn thể thao tập thể. Tôi không thể chỉ mang cầu thủ đó về mà còn phải xem cầu thủ đó hòa nhập được với văn hóa và tinh thần của Việt Nam hay không.